Chào cả nhà, hôm nay Shop Thảo Dược Thanh Phát muốn giới thiệu với cả nhà biết đến công dụng của cao dạ dày. Cao dạ dày được sản xuất chủ yếu từ cây chè dung nha cả nhà nhé. Mỗi một nọ cao như thế này có khối lượng là 100g, được sản xuất rất là an toàn và tỉ mỉ nha cả nhà. Được kiểm định nè và có số lô, số ngày sản xuất nên cả nhà có thể yên tâm sử dụng nhé. Về công dụng của nó chuyên chữa về các bệnh dạ dày này, viêm loét dạ dày, tá tràng, đau bao tử và tiêu diệt các vi khuẩn HB. Đây là cái loại vi khuẩn gây ra viêm loét và dẫn đến ung thư dạ dày tá tràng, rất là nguy hiểm nha cả nhà nhé. Ngoài ra thì nó hỗ trợ các bệnh như là khó tiêu, đầy hơi, ợ chua này, ăn uống kém và giúp cho ta bổ tỳ, tăng cường được hệ tiêu hóa. Giảm tiết được axit dạ dày, cân bằng được chất chức năng của dạ dày, hỗ trợ làm nhanh liền các ổ loét này, bảo vệ tái tạo niêm mạc dạ dày nha cả nhà. Nói chung là nó chuyên về hỗ trợ các bệnh dạ dày, những ai mà đang gặp các vấn đề về dạ dày như mà viêm loét này, đau bao tử này, tá tràng thì mình nên dùng cái cao thảo dược chè dung này nha cả nhà nhé. Về cách dùng, một ngày thì mình dùng 4g tương ứng với lại 1/2 thìa cà phê, mình pha với lại 1,5 lít nước nóng, các bạn quấy cho nó hòa tan ra và mình có thể uống trong ngày. Cách dùng như vậy nó rất là đơn giản này, tiện dùng này, các bạn có thể mang đi làm và mình uống trong ngày được nhé. Hiện tại thì bên shop mình đang cung cấp các loại cao thảo dược, trong đó có cao chè dung này và một số loại cao như cao giả cổ nam, cao dây thìa canh và cao cà gai leo, cao chè vằn và một số loại cao khác. Kèm theo đó thì mình chuyên bán các loại thảo dược, cây thuốc nam. Các bạn có nhu cầu cần thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên, hoặc các bạn có thể đặt mua hàng trực tiếp trên website thaoduocthanhphat.com nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.